Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một số những sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ để phục vụ cho tất cả các bác khắp mọi miền Tổ quốc. Tất cả các sản phẩm trong buổi video ngày hôm nay sẽ được bên em giảm giá đến kịch sàn. Và một cái điều đặc biệt là khi mà các bác đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác nhé. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm ạ. Thì em sẽ giới thiệu tới đâu em sẽ đi chi tiết và sẽ báo giá tới đó luôn để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo nhé. Một cái mẫu sản phẩm đầu tiên trong cái buổi video này mà em sẽ tư vấn tới các bác, đây là một chiếc bút thử điện nhá, một chiếc bút thử điện đa năng. Thì với cái sản phẩm này nhá, hàng nó rất là xịn sò. Đấy thì số lượng là có hạn, hôm nay em về được khoảng 20 đến 30 chiếc thôi. Nên là bác nào mà đang có nhu cầu đến cái sản phẩm này thì là các bác phải nhanh tay đặt hàng sớm thì mới có đơn nhá. Thì với cái sản phẩm này nó có rất là nhiều chức năng. Đấy, một điều đặc biệt là các bác có thể là sử dụng để đo thông mạch luôn. Nó rất là tiện ích này, trong này nó có mạch này các bác này. Đấy, nhìn nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá. Đấy, để em sẽ quay chi tiết để cho các bác được cùng tham khảo về cái thông số này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá. Các bác thợ chuyên nghiệp thì các bác nhìn đến cái thông số này là các bác sẽ hiểu luôn này. Đấy, rất là ok. Màu trắng trong suốt này, rất là xịn sò luôn. Đấy, nó có nhiều chức năng lắm luôn nha các bác nhá. Đấy, trong này nó có một cái bo mạch này. Đấy, rất là ok. Cái này các bác có thể là sử dụng để đo thông mạch được luôn. Thì với cái sản phẩm này ngày hôm nay bên em sẽ tri ân gửi tới tay cho các bác với mức giá là 130.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nha. Đấy, một cái sản phẩm cực kỳ là đẹp và chắc chắn này. Bút thử điện đa năng coi nhá. 130.000 miễn phí vận chuyển hoàn toàn cho các bác. Tiếp theo là đến một cái sản phẩm rất là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái mùa Covid này. Đây là chiếc mặt nạ đấy, phòng chống Covid nhá. Thì với cái sản phẩm này bên em sẽ lựa chọn một cái mẫu tốt nhất, ok nhất để gửi tới các bác. Chỉ với mức giá là 120.000 đồng và nhận ship từ một cái trở lên. Đấy, các bác đặt một chiếc là bên em vẫn ship tận cửa nhà cho các bác với mức giá là 120.000 đồng miễn phí ship các bác nhá. Thì cái kính của nó sẽ là một cái màu trắng trong suốt như này, cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Xung quanh nó có những cái viền cao su như này các bác này. Phía sau là có một cái dây đeo như này. Đấy, dây đeo thì nó thiết kế là cao su, có cái độ co giãn đàn hồi rất là tốt. Thì với cái sản phẩm này khi mà các bác có việc gì đi ra khỏi nhà, đi chợ hay là đi công việc gì các bác lên sở hữu nó nhá. Cái này khi mà các bác đeo lên thì nó sẽ che kín toàn bộ khuôn mặt rất là ok, an toàn cực kỳ luôn. Thì với cái sản phẩm này ai cũng có thể sử dụng được, từ trẻ em cho đến người lớn. Đấy, đeo nó rất là vừa vặn thích hợp nhá. Thì với cái sản phẩm này chỉ với mức giá là 120.000 thôi. Đấy các bác đừng tiếc gì 120.000, một cái sản phẩm có thể là bảo vệ sức khỏe cho các bác rất là tốt. Đấy thì các bác đặt một chiếc là bên em vẫn gửi và sẽ miễn phí ship hoàn toàn cho các bác luôn. Còn bác nào mà lấy số lượng nhiều thì các bác có thể thông báo bên em nhá. Thì giá là 120.000 đối với những bác nào mà đặt mua một chiếc nhá. Tiếp theo là đến sản phẩm tăng đô này. Đây là tăng đô hớt tóc. Mẫu này là mẫu tăng đô của Samsung thôi nhá. Tăng đô của Samsung thì sẽ có mức giá là 300.000 đồng một cái bộ này. Bên trong này nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm luôn này các bác này. Có một máy này, 4 cữ nhá. Đấy các bác có 4 cái cữ này, một lọ dầu này, một cái chổi này, một cái sạc này. Và một điều đặc biệt là với cái sản phẩm này các bác có hai quả pin nhá. Quả pin nó rất là to, quả pin trâu như thế này. Đấy, một pin dự phòng và trong máy là có một pin. Đấy, đây là tăng đô của Samsung. Đấy, rất là nhiều các chủ salon tóc là đã tin dùng cái sản phẩm này rồi. Chất lượng của nó cực kỳ là tốt. Đấy, các bác có thể là mua về làm salon tóc hoặc là các bác làm mà xài gia đình thì miễn chê luôn các bác nhá. Giá là 300.000. Nó sẽ không có bao gồm kéo đâu. Bác nào mà có nhu cầu kéo thì có thể thông báo bên em. Đấy, bên em có kéo bổ sung cho các bác. Giá là 50.000 một kéo nhé. Các bác có thể mua thêm kéo cắt hoặc kéo tỉa, giá 50.000 một kéo. Đấy, còn tăng đơ thì là không có bao gồm kéo nhé. Đây là tăng đơ của Samsung. Đấy, hoặc các bác muốn vừa tiền hơn thì các bác là sử dụng sang cái mẫu G5 này nhé. Đây là tăng đơ G5 này. Đấy, G5 thì nó cũng có hai pin, nhưng mà quả pin của nó sẽ nhỏ hơn của Samsung một chút. Đấy, cái này là nó sẽ sử dụng cái quả pin 3,7V như này này các bác này. Cũng có hai pin nhá, một pin bên ngoài dự phòng và một pin ở trong máy này. Có 4 cái cữ này, đấy, một cái sạc này,
một lọ dầu và một cái chổi quét. Đấy, đây là mẫu Thunder G5 nhá, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, hai pin nên là các bác sử dụng rất là tiện. Đấy, các bác có thể sử dụng và thay đổi pin cho nhau được, hết pin này để các bác sạc pin kia. Đấy, với cái mã Thunder G5 này có mức giá là 270.000 thôi. Đấy, nguyên bộ sản phẩm như này, cực kỳ là ok và tiện ích các bác nhá. Giá có 270.000 thôi, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và tận nơi cho các bác. Đấy, còn đây là cái hộp bàn chải này. Đây là hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, cái này nó đang bị bục ra đây rồi đấy các bác này. Cái này em còn mấy hộp nữa thôi nhá, nên là em sẽ thanh lý cho các bác luôn này. Đấy, đây là hộp bàn chải đánh răng này. Trong cái hộp bàn chải này nó sẽ có 30 chiếc các bác nhá. Đấy, nó sẽ có 30 chiếc bàn chải như thế này. Đấy, lông bàn chải rất là mềm và mịn này. Đấy, giá niêm yết ở bên ngoài đây này, 32.000 đồng cho một chiếc luôn. Đấy, hôm nay thì em còn mấy hộp nữa nhá. Mỗi một hộp này nó sẽ có 30 chiếc. Đấy, thì bên em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 180.000 cho một hộp nhá. Đấy, các bác chỉ cần sở hữu một hộp này thôi, nhưng mà về có thể là sử dụng cho cả gia đình mình trong vòng vài năm luôn. Đấy, cái hộp này em vừa bốc ngoài kia đang bị bục ở đây. Đấy, khi mà em gửi cho các bác thì nó sẽ vuông vắn nhá. 180.000 một hộp. Em còn mấy hộp nữa thôi. Đây là sẽ thanh lý giá rẻ cho các bác. Các bác có thể mua về để sử dụng cho cả gia đình mình luôn. Đấy, và hôm nay em sẽ tư vấn tới các bác một cái sản phẩm này. Đây là cái bơm đạp chân này các bác này. Bơm đạp chân nhá, nó sẽ rất là tiện. Đấy, bên này nó sẽ có một cái chốt mở đây này. Các bác mở cái chốt này ra nhá. Đấy, như thế này là các bác có thể sử dụng được này. Đấy, nó có đồng hồ áp đây. Đấy, chất liệu nó hợp kim nhôm nhá. Các bác sử dụng rất là bền. Đấy, các bác sử dụng đạp chân đây. Cái này các bác có thể là sử dụng để bơm xe máy, xe đạp nhá. Đấy, nó có cái đầu bơm đây. Nhất là các bác mà có các em học sinh mà đi học xe đạp điện ý. Đấy, có cái này để trong cốp xe rất là tiện. Đi trên đường không may xe hết hơi thì các bác để bỏ ra sử dụng nhá. Đấy, nó rất là gọn gàng như thế này. Với cái sản phẩm này em sẽ chiên các bác với mức giá là 180.000. 180.000, miễn phí ship hoàn toàn thôi nhá. Bơm đạp chân nhá. Các bác lưu ý này, khi mà các bác đặt hàng thì các bác nhớ là đặt đúng mã sản phẩm giúp cho em. Đấy, trên video em nói mã sản phẩm như thế nào thì khi mà đặt hàng các bác nói mã sản phẩm như vậy để tránh trường hợp bên em chốt đơn nó bị nhầm mã nhá. À, hôm nay thì em còn một ít cái, đây là cái bộ lõi lọc nước này các bác này. Bộ lõi lọc nước này sẽ có 3 quả hoặc 4 quả nhá. Các bác có thể tùy theo máy lọc nước của các bác có thể là có 8 cấp này, 9 cấp hay 10 cấp. Nhưng mà thường thường thì cái bộ số 1 này, số 2, số 3, số 4 là các bác phải thay thế thôi. Còn từ số 5 trở đi thì nó cũng phải thay nhưng mà là ít hơn. Đấy, các bác có thể sử dụng này, đây là quả số 1 nhá. Đây quả số 2, đây quả số 3. Cái này thay thế thì đơn giản lắm. Với quả số 1 là các bác rất hay phải thay. Bình thường như mà nguồn nước mà không ok các bác thì tầm 1 tháng đến 2 tháng đã phải thay một quả rồi thì nó mới đảm bảo được cái nguồn nước nó ok các bác nhá. Đấy, thì đây cái bộ này, bộ 3 quả này. Bộ 3 quả thì bên em sẽ tri ân các bác với mức giá là 100.000 đồng trên 3 quả lõi lọc nước như này. Số 1, số 2 và số 3. Đây là lõi lọc nước đa năng nên là các bác có thể là sử dụng lắp được cho rất nhiều các loại máy lọc. Đấy, bộ này bộ 3 quả nhá. Còn đây là quả số 4 này các bác này. Quả số 4 là quả giò ô đao này các bác này. Đấy, quả số 4 là quả giò ô đao nhá. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, thì với cái quả giò ô đao này sẽ có mức giá là 200.000 đồng. Nó gọi là quả số lọc nước số 4. Đấy, thì nếu như mà bác làm mà đi chung một bộ 4 quả như này thì em sẽ giảm phí ship cho các bác, em tính là giá 208. Còn các bác đi một bộ 3 quả là 100 này. Còn đi riêng một quả số 4 sẽ là 200. Còn đi chung 4 quả sẽ là giá 208. Đấy, các bác lưu ý cho em là đấy, những cái nào có thể là giảm tiền ship được cho các bác thì là em cũng sẽ thông báo luôn để cho các bác nhà mình được nắm rõ nhá. Còn đây là cái đồng hồ kẹp dòng đa năng 3266 TDLGT. Một cái sản phẩm mà được rất là nhiều các bác khách hàng yêu quý tin dùng và sử dụng rồi. Đấy, nó sẽ có một cái bao vải như thế này, đựng đồng hồ này cực kỳ là bền luôn. Thì với cái sản phẩm này vừa rồi nó bị cháy hàng một cái thời gian rất là dài quá nhá. Đấy, cái này nó đi theo này, một cái que đo nhiệt độ này. Đây, một bộ đo thông mạch này, dây đo thông mạch nhá, một đôi pin nhá. Đấy, nó sẽ có đầy đủ như này cho các bác này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đấy, đây là một cái đồng hồ đa năng. Các bác sẽ có thể là sử dụng là vừa đo thông mạch này, đo tụ này, đo trở này, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo điện đứt ngầm. Nói chung là nó đo được các kiểu luôn. Và một cái chức năng rất là đặc biệt là khi mà các bác cắm nhầm điện vào cũng không bao giờ bị chập cháy đồng hồ. Đấy, riêng cái đồng hồ này nó có cái phần mềm như vậy. À, khi mà các bác mua ngoài thị trường nhiều những cái đồng hồ xịn mà nó đến 5 triệu hay 4 triệu. Đấy, em thấy rất nhiều bác sử dụng đến cái đồng hồ đến 4-5 triệu luôn mà nó cũng không có được cái chức năng như cái đồng hồ LGT 3266TD đâu các bác. Đấy, nó một cái chức năng rất là hay.
Đấy, đặc biệt là những bác nào mà có thợ học nghề ấy, không may mà cắm nhầm điện. Đấy, nhiều khi sơ suất cắm nhầm điện, những cái đồng hồ xịn nó cũng vẫn bị chập cháy. Riêng cái đồng hồ này cắm nhầm điện thoải mái, em khẳng định nhá. Nếu như mà bác nào mà sử dụng cái đồng hồ này mà cắm nhầm điện bị cháy đồng hồ, em sẽ đền các bác một cái mới luôn. Đấy, nó có một cái chức năng rất là hay như vậy. Đấy, rất là nhiều chức năng, đầy đủ hết tất cả các chức năng cho các bác. Đấy, các bác là thợ, các bác nhìn những cái thông số này là các bác hiểu này. Đấy, thì hôm nay em thanh lý tri ân cho các bác. Đấy, số lượng là có hạn thôi nhá. Nên là bác nào mà đang quan tâm thì nhanh tay thì các bác sẽ đặt được cái đơn hàng này. Đấy, với mức giá là 280.000 đồng trên một chiếc các bác nhá. 280.000 đồng. Bên em sẽ miễn phí hoàn toàn cho các bác. Đấy, đồng hồ 3266 TDL GT nhá các bác nhá. Hôm nay thì em còn một ít cái ổ cắm đúc này. Em có ổ cắm 3 lỗ hoặc là ổ cắm 5 lỗ nhá. Còn đây là phích cắm này. Đấy, thì với cái sản phẩm này nó là ổ cao su đúc nên là các bác xài thì cực kỳ là ok. Đấy, phích cắm là giá 20.000 này, ổ cắm là đồng giá nhau, sẽ là 45.000 nhá. Riêng ổ cắm và phích cắm thì là bên em chưa có bao ship. Gọi là cái sản phẩm tương tác để cho các bác đi chung đơn hàng. Đấy, các bác muốn bao ship thì các bác đi chung với đơn hàng máy móc thì các bác sẽ được bao ship nhá. Còn đi riêng thì là sẽ mất phí ship đấy ạ. Đấy, còn nếu bác làm mà lấy 10 ổ cắm thì bên em mới miễn phí ship được. Đấy, đây tiếp theo một cái sản phẩm này nữa. Đây là bộ lục giác đa lăng này. Đấy, bộ lục giác đa lăng. Nó sẽ có 6 cái lục giác như này thôi nhá. Đấy, có 6 cái lục giác. Từ lục 1 cho đến lục 6 này. Cái sản phẩm này các bác có thể là sử dụng để gấp gọn được nhá. Sử dụng sẽ rất là tiện luôn. Đấy, đây nó sẽ có đầu tô vít 2 cạnh 4 cạnh này. Đấy, và bên trong này có 3 cái đầu khẩu nữa này. Đấy, tiện lắm. 3 cái đầu khẩu nhá. 3 cái cờ lê nhá. Đấy, rất là nhiều sản phẩm như này. Làm xong thì các bác có thể gấp gọn lại. Nói chung là các bác sử dụng đến cái sản phẩm nào thì các bác mở lên thôi. Còn không thì các bác gấp gọn lại như này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, cái chất liệu của nó rất là bền nhá. Đấy, toàn bộ đều là thép hết. Và xung quanh nó có những cái viền nhựa này. Đấy, hợp kim nhá. Đây là chất liệu là hợp kim. Đó, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Thì với cái mã sản phẩm này chỉ có mức giá là 100.000 đồng. Là bên em miễn phí ship cho các bác. Đấy, bộ lục giác đa lăng nhá. Khi mà các bác chốt cái mã này, các bác nhớ đọc cho em là bộ lục giác đa lăng này, 100.000 đồng, bao phí vận chuyển trên hoàn. Nói chung là giá này được bao phí ship rồi, một cái mức giá rất là hời luôn các bác nhá. Đây là súng bắn nhiệt độ là các bác này. Đấy, súng bắn nhiệt độ nhá. Với mức giá là 280.000. Đấy, 280.000 đồng, bao phí vận chuyển trên hoàn. Nói chung là giá này là bao phí ship hoàn toàn cho các bác rồi. À, đây là kéo bonsai hát lần này. Cái mã em còn đúng một chiếc duy nhất thôi. Đấy, hôm trước có bác nào chốt rồi mà em quên này. Đấy, bác này hôm trước có bác nào chốt rồi mà em quên, em cứ tưởng nó hết cơ. Đấy, nó có đúng một cái thôi nhá. Đấy, hôm nay bác nào chốt lại này, giá 120, đúng một chiếc thôi. Đấy, 120.000 nhá, kéo bonsai của Harden. Đấy, còn đây là kéo bonsai của Nhật này các bác này. Bonsai Nhật xịn nhá, giá sẽ là 150.000. Đấy, mỗi một cái kéo bonsai Nhật này các bác sẽ được tặng kèm theo một cái lò xo. Đấy, rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đây để em sẽ mở cho các bác cùng tham khảo này. Kéo bonsai Nhật nhá. Một cái mẫu sản phẩm mà được rất là nhiều các bác khách hàng yêu quý. Đấy, các bác được tặng theo một cái lò xo rất là to như này. Đấy, nói chung là độ bền nó rất là cao. Với cái sản phẩm này, cái lò xo kia các bác phải vài năm sau các bác mới phải dùng đến. Đấy, cái mở này nó mở tự động này. Đấy, các bác chỉ cần bóp mạnh cái tay cầm này vào là nó đã mở khóa rồi. Đấy, cái lò xo rất là to, chắc khỏe cực kỳ luôn nhá. Đấy, hàng Nhật xịn nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm. Đấy, bác làm hay chơi cây cảnh ấy thì các bác sử dụng cái mẫu này cho em. Đấy, hàng Japan nhá. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn các bác. Đấy, cái này các bác càng dùng nó càng sắc càng xá đấy. Mỗi khi dùng xong là các bác nhớ là lau dầu cho em. Đấy, độ bền nó rất là cao. Đấy, 150.000 thôi coi nhá. Một cái mức giá ok nhất, hợp lý nhất thị trường cho các bác. Đấy, cái này là cái sản phẩm em tri ân để cho những bác làm mà chơi cây cảnh thì các bác sử dụng này. 150.000 coi nhá. Kéo bonsai Nhật nhá. Đấy, 150.000. Rất là đẹp và chắc chắn luôn này. Em còn mấy cái kéo SK5 này em cũng thanh lý cho các bác luôn. Đấy, kéo cắt thực phẩm SK5 nhá. Giá là 100.000 đồng này. 100.000 đồng. Miễn phí ship cho các bác luôn. Đấy, còn đây là súng bắn keo lến này. Súng bắn keo lến loại nhỏ nhá. Giá là 80.000. Của các bác lấy loại lớn sẽ là 100.000. Đấy, còn đây là cái khò ga mini.
Khò gà mili là bên em sẽ có khò một mỏ hoặc hai mỏ nhá. Đây là khò một mỏ, giá sẽ là 120, còn khò hai mỏ là 150.000. Đấy, riêng về khò một mỏ thì được nhiều các bác khách hàng quan tâm vì nó theo một ít hàn the và que hàn như này. Đấy, về các bác sử dụng lắp vào bình gà mili như này là các bác có thể sử dụng khò được nhá. Dùng hàn ống đồng rất là tốt này. Đây là máy cạo râu bằng pin này các bác này. Máy cạo râu bằng pin thì sẽ có mức giá là 150.000 thôi. Nó sẽ có nguyên bộ như này. Các bác có máy này, sạc này và lưỡi cạo sơ cua nhá. Cái này sử dụng đơn giản không? Các bác sử dụng nó sẽ an toàn tuyệt đối 100% luôn, không hề bị đau rát hay là chảy máu như là các bác sử dụng dao tem đâu nhá. Cái này nó sẽ có 3 chức năng này, vừa cạo râu này, tỉa tóc mai này và soi gương được luôn này các bác này. Trong này nó có một chiếc gương soi. Đấy. Công tắc này bật lên là máy rung này, hoạt động được là các bác cạo râu ở đây nhá. Còn công tắc này bật lên là sẽ có một cái phần lưỡi cạo để tỉa tóc mai như này. Rất là ok. 150.000 các bác nhá. Máy cạo râu bằng pin cực kỳ là tiện lợi này. 150.000. Với cái sản phẩm này thì các bác mua ngoài thị trường nó có mức giá 350 cho đến 400.000 là chuyện quá bình thường luôn. Để hôm nay trên livestream của bên em sẽ chiên các bác giá 150.000. Giá này là miễn phí ship luôn rồi các bác nhá. Em còn mấy cái máy đánh bóng của Makita này các bác này. Máy đánh bóng của Makita em sẽ thanh lý các bác giá 450 nhá. Nó điều chỉnh được 6 cấp độ này. Đấy, điều chỉnh được 6 cấp độ. Đấy, nó sẽ có thêm một cái đế đánh bóng và một cái lông cừu nữa cho các bác luôn. Đấy, có tay cầm này. Công suất này các bác này. Công suất 600W nhá. Đấy, giá 450.000 một bộ nhá. Nó sẽ có cả hộp đựng máy cho các bác luôn. Đấy, 450.000. Còn đây là máy chuyên vít của Huka này các bác này. Em còn mấy cái bộ chuyên vít của Huka này hôm nay em sẽ thanh lý các bác nhá. Giá sập sàn luôn các bác này. Nó sẽ có nguyên hộp như này nhá. Đấy, đây là cái hộp đựng máy này. Bên trong nó sẽ có đầy đủ phụ kiện này. Đấy, đây là cái phụ kiện theo máy chuyên vít Huka này các bác này. Đấy, rất là nhiều các đầu bắn tôn với mũi khoan nhá. Cái này thì nó sẽ nguyên bộ của nó sẽ có hai quả bi và một máy một sạc. Đây, một thân máy này, hai pin nhá. Có một cái móc treo máy như này nữa. Sạc này các bác này, sạc bàn nhá. Đấy, đây là quả pin này. Có hai quả pin nhá, pin châu 10 cell. Đấy, hôm nay em thanh lý cái mã này các bác giá 1.400.000 nhá. Đấy, chuyên vít của Huka. Đây là chuyên vít Huka X2 nhá. Đấy, giá 1.400.000. Em còn mấy bộ nữa thôi. Có cả bu lông và chuyên vít. Đây là máy chuyên vít này. Chuyên vít để cho bác làm ở chuyên bàn máy tôn ý. Còn bác làm mà cần bu lông thì cái bãi X2 này em có mấy cái bu lông đấy nhá. Thanh lý các bác giá 1.400.000. Đấy, các bác có thể chọn chuyên vít hoặc là bu lông cũng được. Đấy, còn hôm nay em có một cái mẫu này này. Đây là máy Huka 3 chức năng. Cái này rất là khỏe. Đây là máy Huka 3 chức năng nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn này. Các bác có chức năng bắn vít này, khoan vào búa. Điều chỉnh được 20 cấp độ trượt. Và đầu máy là đầu 10 ly nhá. Đầu 10 ly này. Đấy, đầu 10 ly tự siết này các bác này. Đó, rất là ok luôn. Có đèn led này. Máy chạy động cơ từ không than đấy nhá. Cái bộ này nó sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đây là hộp đựng máy này. Em sẽ mở cho các bác được tham khảo rõ về đầy đủ trọn bộ sản phẩm này. Đấy, trong này nó sẽ có một thân máy như này nhá, hai pin này, một sạc và một bộ phụ kiện như kia. Đấy, với cái máy này 3 chức năng thì các bác có thể hỗ trợ khoan tường được nhá. Thì hôm nay cái sản phẩm này nó là hàng chính hãng của Huka nên là các bác xài thì chất lượng của nó cực kỳ là ok. Hôm nay cái mã sản phẩm này em sẽ tri ân cho các bác với mức giá là 850.000 nhá. Cái mẫu này là mẫu 3 chức năng này. Đấy, còn các bác lấy cái mẫu 2 chức năng thì giá của nó 800 thôi. Còn cái mẫu này là 3 chức năng nhá. 3 chức năng là có hỗ trợ búa như này. Giá là 850.000 một bộ nhá. Giá này là bên em miễn phí ship hoàn toàn cho các bác luôn. Đấy, còn đây là máy cưa T-Max này các bác này. Đây là cưa T-Max. Cưa T-Max thì sẽ sử dụng lưỡi cưa 185. Đấy, với một cái bộ cưa như thế này thì các bác sẽ có kèm theo là một cái đĩa 185, đĩa cắt gỗ nhá. Một cái đĩa hợp kim 185 cho các bác. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 1.500W này. Hàng T-Max nhá, hàng công ty. Nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm. Giá là 750.000 trên một máy. Đấy, một cái mức giá cực kỳ là hời. Một cái mức giá rất là hấp dẫn cho các bác luôn. 750.000 mà kèm theo cả lưỡi cưa. Đấy, còn đây là máy thổi bụi của E-Top của anh nhá. Máy thổi bụi của E-Top thì nó sẽ có điều chỉnh được 6 tốc độ này. Đấy, điều chỉnh được 6 tốc độ. Các bác sử dụng để vệ sinh nhà cửa rất là tốt. Đấy, thì với cái mã sản phẩm này hôm nay bên em sẽ tri ân cho các bác với mức giá là 350.000 đồng trên một máy nhá. Giá là sẽ được miễn phí ship hoàn toàn luôn rồi.
Còn đây là khoan bê tông 3 chức năng của bót này các bác này. Đây là khoan bót nhá. Khoan bót đầu gai. Cái này là hàng Trung Quốc loại 1. Đấy thì với cái mã này các bác sẽ điều chỉnh được 3 chức năng và có đảo chiều nhá. Cái này nó không có hộp đựng máy, cho nên là bên em sẽ thanh lý giá sập sàn cho các bác với mức giá là 650.000 miễn phí ship. Thì các bác sẽ có máy và một tay cầm đi theo luôn, giá 650.000, hàng dây đồng ruột dài, xà rất là ok thôi nhá. Thì với cái sản phẩm này các bác làm thợ hoặc làm xà gia đình thì các bác thể mua về sử dụng. Đấy, với một cái mức giá rất là hấp dẫn và số lượng thì chỉ còn mấy cái nữa thôi. Nên là bác nào mà chốt cái mã này thì là các bác phải nhanh tay thì mới có thể là đặt được cái mã sản phẩm này nhá. Đây là cái sản phẩm của Huka nữa này các bác này. Đấy, đây là cái thân máy rút đinh tán này. Đấy, thân máy rút đinh tán của Huka, động cơ từ không than và sử dụng pin chân pin phổ thông như này. Đấy, các bác có thể là sử dụng những cái quả pin phổ thông pin 10 xe hoặc là 15 xe nhá. Cái mã này hôm nay em chia cho các bác giá là 1.200.000. Đấy, 1.200.000 nhá. Mỗi một thân máy này các bác sẽ được tặng kèm theo một cái túi nhá. Đấy, và trong này nó có cả một cái đầu này. Đấy, một cái đầu khớp nối đây này. Đấy, nói chung là rất là ok. Cái mã này bác làm mà có pin rồi thì các bác thể mua về sử dụng được nhá. Đấy, hoặc là bác làm mà chưa có pin thì các bác báo bên em, các bác mua thêm một quả pin hoặc hai quả pin gì đấy về các bác thể sử dụng được luôn. Đấy, còn đây là khoan điện này, khoan điện Detto này các bác này. Detto này bên em hôm nay có đầu 10 ly hoặc đầu 13 ly nhá. Đấy. À, đầu 13 ly là các bác sẽ có theo tay cầm, còn đầu 10 ly thì là không có tay cầm. Đây là đầu 10 ly này. Đầu 10 ly để em sẽ quay cho các bác về thông số nhá. Đầu 10 ly thì công suất của nó sẽ là 550W này. Đấy, em sẽ quay chi tiết về cái thông số kỹ thuật để cho các bác được cùng tham khảo luôn. Đầu 10 ly thì sẽ có mức giá là 490.000. Đấy, bác làm một chuyên bán máy tôn ấy, các bác bán vít nhiều. Đấy thì cái máy này là một cái mẫu máy rất là đẹp. Đấy. Sử dụng bán vít không bị mỏi tay nhá. Giá là 490.000. Đấy, 490.000. Còn đây là máy Detton 13 ly. Đó. Detton 13 ly thì hôm nay em sẽ tri ân một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác. Với mức giá là 500.000. Đấy, 500.000 miễn phí ship. Đấy, bác làm mà cần cái con máy to khỏe để các bác làm gỗ, làm mộc hoặc là các bác xài gia đình. Con này nó có búa nhá. Đấy, con này xài gia đình các bác có chức năng búa để có thể là bắt khung tranh, khung ảnh ok luôn. Đấy thì cái mã này công suất của nó sẽ là 710W này. Thì với mức giá là 500.000, ngày hôm nay em sẽ giảm giá kịch sàn cho các bác với mức giá là 500.000. Nó sẽ có máy và tay cầm nhá. Đấy thì cái này nó là đầu 13 ly này. Đầu 13 ly thì là các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại với mức giá chỉ có 500.000 thôi. Một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, còn đây là cái thân mài pin này các bác này. Đấy, em còn mấy cái thân mài pin của Daiwatt hoặc là Hitachi. Đấy, em còn một cái thân Hitachi nhá. Thanh lý các bác giá là 450. Đấy, còn thân Daiwatt thì là màu vàng, nó giống nhau, nó chỉ khác màu thôi. Đây là Hitachi là màu đen. Đấy, em còn một cái nữa, còn mấy cái Daiwatt màu vàng nữa nhá. Thanh lý giá là 450 một cái. Thân máy này thì nó thất lạc pin sạc rồi nên là em thanh lý giá rẻ thì nó không có theo gì đâu nhá. Tay cầm, tay mẫu, bảo vệ là cũng không có luôn. Chỉ có thân máy như này thôi. Mấy hai cái đọ lưỡi như này cho các bác này. Giá là 450.000 một thân nhá. Chân pin của nó sẽ là chân pin phổ thông này. Các bác sử dụng pin 10 cell hoặc 15 cell. Đấy, hoặc là các bác có thể là... Đấy là công tắc bóp nhá. Các bác sử dụng công tắc bóp thì nó sẽ an toàn. Đây, công tắc bóp là các bác bóp vào chui như này này. Đấy. Còn bác nào muốn công tắc bật thì em còn mấy cái thân của Mayta nhá. Đây là thân máy cắt pin của Mayta. Đây. Thân của Mayta thì nó sẽ sử dụng công tắc ở trên lưng máy như thế này. Đó. Riêng về Mayta thì em sẽ nhặt đủ cho các bác này. Tay cầm này, ốp bảo vệ này và tay mở lưỡi nhá. Đấy, Mayta thì mới có phụ kiện này thôi. Còn Hitachi với Daiwatt là không có nhá. Đấy, Mayta có phụ kiện thì em tính giá các bác là 500.000 nhá. Đấy, 500.000. Công tắc ở trên cạnh, trên lưng nhá. Cái này công tắc ở trên lưng máy. Đấy, tất cả đều là chân pin phổ thông hết nhá. Các bác sử dụng pin 10 cell hoặc 15 cell. Thân máy mài của Mayta giá 500.000. Đấy, còn bác nào mà quan tâm máy điện thì là em có máy chui dài, chui ngắn này. Đây là máy chui ngắn của T-Max các bác nhá. T-Max sử dụng công suất ả đuôi này. Con này công suất của nó sẽ là 950W và vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút nhá. Thì với cái mã T-Max này hôm nay em sẽ thanh lý các bác với mức giá là 399.000 là công suất ả đuôi này. Còn các bác muốn công tắc bóp ở chuôi thì là các bác sử dụng sang cái mã màu vàng này.
Đấy, cái mã màu vàng này thì sẽ có mức giá là 450.000, công suất đều là 950W hết nhá. Đấy, vòng tua 11.000 vòng trên 1 phút này. Đấy thì hôm nay hai cái mã máy cắt cầm tay sử dụng điện này, em sẽ thanh lý các bác. Giá sập sàn là như vậy, chuôi ngắn là 399.000, còn chuôi dài là 450.000. Phụ kiện đi theo nó sẽ có đầy đủ tay cầm này, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi. Ngoài ra là em tặng cho các bác thêm một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như thế này. Tính ra cái mức giá của nó cực kỳ là hời nhá. Đấy, còn bác nào mà có máy cắt rồi, các bác cần cái bộ lam xích thì là em cũng thanh lý lốt cái bộ lam xích này cho các bác luôn. Đấy, bộ lam xích thì sẽ thanh lý các bác giá 180.000 thôi. Nó sẽ có nguyên bộ như này nhá. Về các bác là lắp vào máy cắt một tấc nhá. Nó sẽ có đầy đủ như này này các bác này. Đấy, đây. Rất là đầy đủ nhá. Và này, đây là cái túi ốc này. Đấy, nói chung là sẽ có đầy đủ như này. Lam này. Giá 180.000 thôi nhá. 180.000 một bộ nhá. Đấy, các bác về các bác lắp đặt lại như này này. Đây, lắp đặt như cái hình ảnh này là ok nhá. 180.000 một bộ lam xích này. Và đây một cái sản phẩm này nữa mà em tư vấn các bác này. Đây là cái bình giữ nước, cái bình đựng nước, bình giữ nhiệt các bác nhá, bình giữ nhiệt. Đấy, cái bình giữ nhiệt này thì nó sẽ rất là tiện ích này. Khi mà các bác có con nhỏ đi học nhá, hoặc là các bác đi làm lương làm dãy đi đâu trong cái mùa dịch này, các bác mang theo một cái bình nước. Đấy thì em sẽ có mẫu bình 600ml này hoặc là 780ml. Đây cái bình này là 780ml này. Nói chung là hình thức nó giống nhau, nó chỉ khác về độ to độ nhỏ thôi nhá. Cái bình này là 780ml thì sẽ có mức giá là 150.000. Đấy, còn bình 600ml sẽ có mức giá là 140.000. Còn bình 1 lít sẽ có mức giá là 170.000. Riêng cái bình này thì bên em chưa có bao ship. Nếu mà các bác đi chung với máy móc thì là các bác được bao phí ship chung này. Còn đi riêng thì là sẽ mất phí ship là 30.000 nhá. Đấy, bên trong này nó là loại inox này. Đấy, nó có lắp đậy này luôn. Đấy, sáng bóng cực kỳ luôn nhá. Hàng chất lượng. Đấy, các bác sử dụng cái này các bác thể đựng nước lạnh này hoặc là nước nóng. Đấy, rất là ok nhá. Các bác thể mang đi làm hay là đi đâu, đi chơi, đi du lịch. Đấy, mang theo bình nước đi rất là tiện luôn. Đấy, thì em có 3 cỡ bình như vậy nhá. Đấy, bác làm mà chốt ok cái mỡ này thì các bác thể liên hệ bên em luôn. Đấy, em có mấy bình thôi nhá. Này, với cái sản phẩm này thì là một cái sản phẩm tri ân để em gửi tới toàn thể các bác. Và với cái sản phẩm này nó sẽ có một combo là 6 món nhá. Trước tiên là các bác sẽ có một cái kệ để dao này. Và phía bên này các bác sẽ có 3 chiếc dao nhá. Đấy, 3 chiếc dao thì đây là chiếc dao chặt này. Đây là chiếc dao chặt này. Tiếp theo là đến chiếc dao thái này. Đấy, dao thái nhá. Và đây là dao gọt hoa quả này. Một combo là có 3 chiếc dao như thế này. Và một chiếc kéo này. Chiếc kéo này thì rất là nhỏ, các bác sử dụng để cắt đồ ăn chín nhá. Và một chiếc rũa. Đấy, các bác được tặng kèm theo một chiếc rũa để mài dao như thế này. Đấy, một cái combo sản phẩm này chỉ có giá là 250.000 đồng. Là bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Dao thì chất liệu của nó sẽ là thép trắng nhá. Đấy, thép trắng cực kỳ là đẹp. Sử dụng rất là ok này. Với cái sản phẩm này thì là một cái sản phẩm tri ân mà em gửi tới các bác. Đấy thì với cái bộ dao này hôm nay bên em còn vài chiếc nữa nhá. Đấy, còn vài bộ nữa thôi. Số lượng rất là ít nên là các bác mà đang quan tâm, đang cần mà muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này thì các bác hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng ngay từ bây giờ thì mới có đơn hàng của bác này. 250.000 cho cái bộ dao kéo Nhật này. Đấy, chỉ với mức giá cực kỳ là hợp lý nhá. Cái giá này là bên em miễn phí ship hoàn toàn. Tiếp theo là đến một cái mẫu sản phẩm tri ân tới các bác này. Một chiếc kìm hàn này. Đấy, kìm hàn thì sẽ có giá 30.000 nhá. Nhưng mà kìm hàn thì là em chưa có bao ship. Đấy, kìm hàn thì là các bác lên là lựa chọn để đi chung với những cái đơn hàng bao ship rồi. Đấy, đây là cái sản phẩm tri ân nên là cái mức giá nó rất là tốt. Giá 30.000, chưa có phí ship. Đấy, hôm nay thì em lẻ ra mấy cái thân máy mài này. Đây là thân máy mài của Daiwat nhá. Thân máy mài của Daiwat thì cái thân máy này giá sẽ là 450.000, là thân một tấc nhá. Và chạy động cơ từ không thử thang. Đấy, nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông này. Thân máy này thì nó không có đi theo gì hết, nó chỉ có nguyên thân máy như này thôi, kèm theo hai cái ốp rồi để lắp lưỡi cắt như này nữa. Giá là 450.000. Còn bác nào mà chưa có pin thì là các bác nhớ phải mua thêm pin nhá. Pin thì hôm nay em sẽ lẻ ra có hai cái mẫu pin này. Đây là pin của máy mài Makita này các bác này. Đấy, pin dòng xả cao nhá, mẫu pin xanh. Đấy, pin chất lượng. Giá sẽ là 350.000 một quả, giá là miễn phí ship cho các bác. Đấy, pin là pin máy mài, pin dòng xả cao. Các bác có thể là mua về để sử dụng cho thân máy mài. Cắt nó sẽ không bị ngắt mạch nhá.
Đấy, còn đây là pin 15 cell của Hukan này các bác này. Pin 15 cell của Hukan. Đấy, pin của cái con máy Hukan X1 Pro nhá. Em còn mấy quả là em sẽ thanh lý cho các bác, giá 500.000 một quả là miễn phí ship này. Tiếp theo thì hôm nay bên em có ba cái mẫu máy cắt tay này mà em sẽ chi tiết tới các bác. Một cái mẫu đầu tiên nhá. Đây là máy bắt đa này các bác này. Đấy, máy bắt đa. Cái mã này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác, giá là 399.000. Đấy, con này nó là hàng công ty nhá. Công suất này. Đấy, công suất là 840W. Đấy. PA4030. Cái mã này thì công tắc của nó sẽ ở trên cạnh máy như này nhá. Máy một tốc này, sử dụng điện trực tiếp 220 là giá 399.000. Còn đây là máy Sakio này. Sakio thì công tắc sẽ gả đuôi như này. Con này công suất cực đại là 950W nhá, vòng tua 11.000 vòng trên 1 phút. Đấy, mã Sakio này thì cái chổi than của nó lắp bên ngoài như này. Các bác có thể là tự thay than rất là đơn giản, máy một tấc nhá. Đấy, còn tiếp theo cái con màu xanh này là con DCA này các bác này. Riêng về cái mã DCA này thì nó sẽ có điều chỉnh tốc độ. Các bác điều chỉnh được 6 nút tốc độ và đặc biệt là nó sẽ có chức năng khởi động mềm luôn cho các bác. Sử dụng điện trực tiếp 220V này. Cái này hàng DCA chính hãng nhé, công tắc ở trên cạnh máy. Và cái mẫu này công suất của nó sẽ là 1020W. Đấy, mã mài chỉnh tốc DCA giá sẽ là 750.000. Và khi mà các bác mua máy mài nhé, mua máy mài thì bộ nào nó cũng có đầy đủ phụ kiện hết. Đây để em mở hộp cho các bác xem phụ kiện đi theo này. Đấy, máy mài thì bộ nào nó cũng có đầy đủ phụ kiện cho các bác, là tay cầm này. Đấy, có một cái tay cầm này, ốp bảo vệ này và tay mở lưỡi này nhé. Đấy, các bác sẽ có ba cái sản phẩm này đi theo. Và đặc biệt hôm nay là trong cái buổi video này là em sẽ có một cái chương trình tri ân khi mà các bác chốt máy cắt điện. Đấy, máy cắt cầm tay điện nha, ba cái mẫu này nhá. Đấy, hai cái mẫu màu đỏ giá là đồng giá nhau là 399.000, còn mài DCA chỉnh tốc màu xanh này là 750.000. Đấy, các bác chốt một trong ba cái mẫu sản phẩm này em đều tặng cho các bác là một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này nhá. Đấy, tính ra thì cái giá của nó rất là hời. Còn các bác mà đã có máy cắt rồi, các bác mà cần, quan tâm, muốn có cái bộ lam xích nhá, thì em lên thanh lý cái bộ này. Đây là lam xích này. Cái bộ lam xích này sẽ có giá là 180.000. Đây, nó có từ màu đen này lên đây. Nó sẽ có đầy đủ phụ kiện này cho các bác nhá. Và các bác chỉ cần lắp vào cái máy cắt tay một tấc là các bác có thể là sử dụng cắt gỗ, cắt củ rất là tốt. Cái bộ này nó có đầy đủ này, xích này. Đấy, ốc đây nhá. Ốc bắt đầy đủ cho các bác này. Tay cầm này. Đấy, có cả bình đựng nhớt này các bác này. Nói chung là nó sẽ đầy đủ phụ kiện như này. Và các bác chỉ lắp đặt vào thôi là sử dụng. Cái lam của nó sẽ dài là 34cm nhá. Đấy, có đầy đủ phụ kiện như này. Và các bác chỉ lắp vào máy cắt một tấc nhá. Đấy, cái bộ này là các bác lắp vào máy cắt tay một tấc. Hôm nay thì em có một ít cái khoan bót 2-26 này các bác này. Cái đợt này nó sẽ có nguyên bộ nhá. Nó có đầy đủ hộp cho các bác. Đấy, cái hộp đựng máy này các bác này. Rất là đẹp và chắc chắn nhá. Đấy, nguyên một bộ như này nó sẽ có đầy đủ này, máy này, tay cầm này, không có đi theo mũi khoan mũi đục nhá, có hộp đựng máy cho các bác luôn. Đấy, thì cái mã này nó là hàng dây đồng ruột dài các bác nhá, hàng dây đồng ruột dài. Hôm nay em sẽ thanh lý cái mã này cho các bác với mức giá là 720.000 nhá, 720.000 đồng miễn phí vận chuyển, có hộp cho các bác luôn. Đấy, có hộp đựng máy như này luôn này, 720.000. Đấy, vì lúc trước là có rất nhiều bác là mua được cái mã này nó không có hộp đựng máy đâu. Đấy, hôm nay thì em dọn kho nó có lẻ được một ít cái hộp nhá. Đấy, đây là cái hộp nó như này. Đấy, nếu như mà bác nào hôm trước mà chưa có hộp nhá thì các bác có thể mua thêm một cái hộp như này. Cái hộp đấy hôm nay em sẽ thanh lý các bác giá 70.000 nhá. 70.000 một hộp. Đấy, 70.000 một hộp là không có bao ship. Nếu như mà các bác có những cái đơn hàng bao ship rồi thì các bác nên mua thêm một cái hộp như này nữa. Các bác đi chung đơn hàng thì các bác không mất phí ship. Còn nếu như mà các bác đi riêng thì là sẽ mất phí ship là 30.000. Đấy, thì cái này nó có 70.000 thôi. Cái hộp nó rất là to, đẹp, chắc chắn. Các bác về có thể là đựng máy khoan hoặc là đựng những cái dụng cụ đồ ngày trong gia đình rất là tốt. Đấy, còn các bác lấy máy bot này hôm nay có nguyên hộp nhá. Giá là 720.000. Đấy, 720.000. Có máy tay cầm và hộp đựng máy đầy đủ cho các bác. Một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn. Đấy, thì hôm nay em còn mấy cái bộ khoan. Cái khoan này các bác có thể là sử dụng cho gia đình nha. Đây là con máy Z-Loop đầu 13 ly này các bác này. Cái mã này hôm nay em sẽ thanh lý các bác giá 500.000 luôn. Đấy, nhưng mà nó rất là đẹp. Ok, chắc chắn cực kỳ luôn. Hàng Z-Loop này, logo dập lỗ như này thôi nhá. Đấy, công suất này các bác này, công suất là 750W nhá. Đầu kẹp 13 ly.
Vòng tua là 2.800 vòng trên 1 phút này. Em thanh lý cái mã này cho các bác, giá 500.000 nhá. Giá là bao ship hoàn toàn luôn rồi này. Còn đây là máy hút bụi này các bác này. Đây là cái máy hút bụi sử dụng điện trực tiếp 220V nhá. Đấy, công suất 1.000W này. Cái này nó vừa hút bụi vừa thổi bụi được luôn. Giá là 550.000. Nó sẽ có nguyên bộ như này. Đây nó như hình ảnh này các bác này. Có máy này, tất cả các đầu hút, đầu thổi và lối dài như này nhá. Đấy các bác có thể là sử dụng để hút bụi, thổi bụi được. Làm việc gì cũng đều rất là ok. Đây là em sẽ mở phía bên trong để cho các bác được cùng tham khảo nhá. Đấy cái bộ sản phẩm này thì rất là nhiều các bác quan tâm, nhưng mà vừa rồi em không có đâu. Cái này nó mới về đấy. Đấy, về cũng về được có một thùng thôi các bác. Đấy, một thùng 10 cái nhá. Trong này nó rất là nhiều những cái linh kiện nhỏ lên này. Em sẽ quay cho các bác xem cái máy thôi. Đấy còn linh kiện thì các bác nhìn nó y như hình ảnh em vừa quay chi tiết cho các bác nhá. Đấy, máy thì rất là đẹp và chắc chắn cho máy hoạt động nhá. Đây máy như này là các bác này. Nó sẽ có hai chức năng. Các bác có thể là hút bụi hoặc là thổi bụi nhá. Đây, bộ mã rất là đẹp và chắc chắn luôn này. Đấy, nếu như mà các bác mà đang lắp ở cái đầu này mà nó đang là hút bụi thì thổi bụi, các bác quay sang đầu sau nhá. Đấy, nó sẽ có hai đầu, một đầu hút và một đầu thổi. Công tắc tắt mở ở đây. Mẫu mã rất là đẹp. Đấy, bên trong phụ kiện nó như cái hình ảnh em vừa đưa ra nhá. Rất là nhiều những cái phụ kiện nhỏ này. Đấy, nói chung là cái này về các bác xà gia đình rất là ok. Vừa có thể là hút bụi này, hoặc là có thể là thổi bụi được chắc. Mẫu mã rất là đẹp luôn này. Giá 550.000 này các bác ơi. Hôm nay thì em còn một ít máy khoan pin này nữa nhá. Em sẽ thanh lý cho các bác cái chỗ khoan pin này. Đây, đây là con Makita B5 Cell này các bác này. Đấy, Makita B5 Cell nó sẽ có nguyên hộp nhá. Một máy này, hai pin, một sạc và một bộ phụ kiện như này. Thân máy là máy ba chức năng này. Đấy, con này nó chạy động cơ có chổi than nhá. Hôm nay em thanh lý cái mã này cho các bác giá 520.000. Đấy, cái này là Makita B5 Cell, có hai quả pin nhá. Đấy, hai quả pin 5 cell như này. Giá 520.000 thôi này. Đấy, cái này là Makita ba chức năng pin 5 cell, đầu kẹp 10 thôi nhá. Có sử dụng bán vít qua đọc búa ok. Giá 520.000 thôi. Giá này là em bao ship hoàn toàn cho các bác luôn rồi này. Đây là Makita pin 5 cell. Tiếp theo cái mã này nó là con máy Hukan này các bác này. Đây là Hukan nhá. Đây cái này Hukan đẹp xem. Cái này Hukan là cục pin 5 cell này. Nhưng mà riêng về Hukan thì nó sẽ là chạy động cơ từ không chổi than. Và đầu máy sẽ là đầu 10 ly auto lock. Đấy, pin của nó pin 5 cell này. Rất là tốt. Chạy, các bác chạy rất là tiết kiệm pin và khỏe cực kỳ luôn. Đấy, nguyên bộ sản phẩm như này. Một combo này. Đấy, thân máy đây nhá. Máy này là máy hai chức năng này các bác này. Đấy, cái mã Hukan này em sẽ có mẫu hai chức năng hoặc ba chức năng nhá. Cái mã này hai chức năng giá 800.000, còn ba chức năng thì sẽ là 850.000. Ba chức năng tức là các bác sẽ có thêm chức năng búa. Đấy, nhưng mà cái con máy hai chức năng này, cái đầu máy của nó đầu auto lock nên là được nhiều các bác quan tâm hơn. Đấy, các bác làm mà cần cái con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng để bắn khắp ở office thì các bác phải sở hữu cái mẫu này. Đây là pin khỏe thôi nhá. Giá 800.000 một bộ. Hukan năm xem. Đấy, còn đây là kính hàn điện tử này các bác này. Cái bộ kính hàn điện tử này hôm nay em sẽ tri ân các bác với mức giá là 150.000 nhá. Đấy, 150.000. Em miễn phí ship hoàn toàn luôn. Tiếp theo, đây là cái bộ máy Hitachi. Đây là khoan pin của Hitachi này các bác này. Khoan pin Hitachi 12V là hôm nay em sẽ thanh lý cái mã này với mức giá 350.000 nhá. Đây. Trong này nó sẽ có nguyên bộ cho các bác này. Một thân máy này, hai pin với một sạc nhá. Giá adapter này, có hộp đựng máy luôn. Đấy, pin của nó pin tam giác như này nhá. Giá 350.000. Máy hai chức năng này, chạy động cơ có chổi than này. Đấy, pin 3 cell nhá. Các bác sử dụng bắn vít. Các bác mà xài gia đình cần cái con máy khoan nhỏ gọn nhẹ nhàng để bắn thắm ở ốc vít. Nhất là các bác mà sửa chữa điện tử nhá. Các bác sử dụng cái con này nó nhẹ nhàng, làm không bị mỏi tay. Đấy, có hai pin luôn, giá là 350.000. Giá này là miễn phí ship hoàn toàn về tận nơi cho các bác luôn. Hôm nay thì em còn mấy cái bộ quả lọc nước này nữa nhá. Loại lọc nước thì là sẽ có 3 quả này. Các bác lấy 3 quả hoặc 4 quả. Đây là bộ 3 quả. Đấy, bộ 3 quả giá là 100.000 này, em bao ship này. Đây là quả số 1 này các bác này. Đấy, quả màu trắng to nhất đây là quả số 2. Còn đây là quả số 3. Đấy, đây là quả lọc nước đa năng nhá. Các bác lắp vào máy nào cũng được. Giá 100.000 3 quả. Nếu như các bác lấy bộ 4 quả thì sẽ là 280, là có thêm quả dầu ô, quả số 4 nữa.
Đấy, quả dầu ô đi riêng là 200 nhưng mà các bác đi chung 4 quả luôn thì em tính là 280 thôi. Còn đây là bộ 3 quả giá là 100.000. Đấy, máy lọc nước thì hầu như là gia đình nào cũng có. Đấy, các bác có thể là mua về tự thay thế được nhá. Thay thế nó cũng đơn giản lắm. Riêng quả số 1 này các bác chỉ 1-2 tháng thôi là cái nguồn nước mà nó không được sạch thì các bác phải thay liên tục. Thì cái nguồn nước nó mới đảm bảo cho các bác sử dụng an toàn. Còn đây là máy tăng đơ hớt tóc này các bác này. Hôm nay thì em anh lý cái mã này là tăng đơ G5 nhá. Đấy, nó sẽ có nguyên bộ này, giá 270 này. Các bác có một máy này, 4 cữ này, một sạc này. Nó sẽ có hai quả pin nhá, một quả pin trong máy và một quả pin dự phòng như này cho các bác. Một loại dầu này, giá 270.000. Đấy, cái mã tăng đơ G5 này thì được rất nhiều các chủ salon tóc đã tin dùng rồi. Các bác phản hồi chất lượng rất là tốt nên là các bác yên tâm nhá. Giá là 270.000 này, 270.000 miễn phí ship cho các bác. Còn đây là súng bắn keo lến nhá, em có mã súng nhỏ và súng to. Súng nhỏ sẽ là 80.000 bao ship, còn súng to sẽ là 100.000 bao ship này. Còn đây là khò ga mili này các bác này. Khò ga mili là khò một mỏ này. Khò một mỏ thì bao giờ các bác cũng được tặng kèm thêm một ít que hàn và thuốc hàn nhá. Các bác sử dụng cho bình ga mili như này. Khò một mỏ giá 120.000 em bao ship này. Còn khò hai mỏ thì giá 150. Khò hai mỏ thì nó sẽ có hai ngọn lửa nhưng mà nó không có theo thuốc hàn và que hàn nhá. Đấy, cái khò một mỏ thì các bác xài nó sẽ có đầy đủ phụ kiện thì nó sẽ ok hơn. Giá là 120.000 này. Còn đây là túi đeo hông này các bác này. Túi được đồ nghề đeo hông để phục vụ cho các bác thợ làm việc ở trên cao nhá. Giá 160. Đấy, chất liệu là vải bố Mỹ cao cấp. Đấy, các bác có một ngăn to đải đây. Một điểm gài máy khoan bi này. Bên này nó sẽ có 4 cái điểm gài kìm kéo cả lê tô vít và có một cái củ khóa như này rất là to và vững chắc này. Giá là 160 nhá, túi đeo hông. Nếu như mà những bác nào mà làm việc ở trên cao thì các bác lên có cái mẫu sản phẩm này. Rất là tiện ích ạ. 160.000 thôi em, miễn phí ship nhá. Còn đây là ấm siêu tốc Thái Lan này các bác này. Đấy, ấm siêu tốc Thái Lan giá 170 nhá. Cái này là rồi inox và các bác sẽ đun được 2,5 lít nước này, tối đa là 2,5 lít nước nhá. Em mở phía bên trong để cho các bác xem. Mỗi một ấm này nó sẽ có kèm theo một cái đế này luôn này. Giá là 170 nhá. Đấy, bên trong toàn bộ đều là inox hết, sử dụng rất là bền. Đấy, cái mã này là 170 này, ấm siêu tốc Thái Lan. Nó sẽ có màu đỏ này, màu xanh và màu vàng nhá. Khi mà bên em đóng gói em sẽ lựa màu bất kỳ bởi vì là mỗi một đợt nó lại một màu các bạn. Đấy, hôm nay em giới thiệu các bác cái màu xanh này, rất là đẹp luôn, màu xanh ngọc. Giá là 170.000 nhá, ấm siêu tốc Thái Lan. Còn đây là máy khoan đầu 10 ly này. Khoan Detto này các bác này. Khoan Detto đầu 10 ly nhá. Đấy, mỗi một cái khoan này sẽ được tặng thêm một đôi rửa khoan và có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Đấy, hàng Detto này, logo dập nổi luôn này. Hàng hãng đây là các bác xài yên tâm nhá. Đấy, đây. Cái này thì cho mượn một cái ấy đây này. Con này công suất là 550W. Cho mượn cái bảo hộ đây. Cho mượn cái bảo hộ đây nhá. Đấy, đây là Detto này, Detto 10 ly này. Detto 10 ly là giá là 490.000 thôi nhá. Cái này các bác sử dụng để bắn tôn này hoặc là bắn vít. Đấy, rất là nhỏ gọn nhẹ nhàng này. Nó có một cái điểm gài thì gài đây các bác làm trên cao các bác gài ở cái vị trí lạm này rất là ok. Giá 490.000 này. Tiếp theo thì hôm nay em sẽ chi tiết các bác này, mẫu ke góc này. Đấy, đây là mẫu ke góc nam châm nhá. Đây. Cái này là sẽ có 3 cỡ này. Đây là ke góc cỡ 25 này các bác này. Đây, ke góc cỡ 25 giá sẽ là 70.000 nhá. Còn đây là ke góc cỡ 50 này, ke góc nam châm cỡ 50 này, giá 100.000 này. Tiếp theo to nhất thì sẽ là ke góc cỡ 75 nhá. Ke góc nam châm cỡ 75 giá 130.000. Riêng về ke góc thì là bên em chưa có bao phí ship nhá. Các bác phải lấy 3 cái thì mới được bao ship. Hoặc là các bác đi chung với những đơn hàng là được bao ship rồi thì là các bác sẽ được bao phí ship chung trên một đơn hàng. Đấy, còn cái sản phẩm này nữa. Đây là cái kính che mặt chống Covid này. Cái này em còn khoảng độ chục cái nữa nhá. Bác là chốt thì nhanh tay này. Đấy, trong cái mùa Covid thì các bác lên có cái sản phẩm này đi ra ngoài đường rất là an toàn cho các bác. Giá 120.000 em miễn phí ship. Cái này nó là hàng loại đẹp nhất, tốt nhất nha các bác nhá. Đấy, nó cái mặt kính này của nó này rất là dày nhưng mà nó có cái độ dai dẻo. Các bác sử dụng rất là bền và rất là nhẹ nhá. Nó không có bị nặng nên là đeo không có bị khó chịu đâu các bác. Đấy, xung quanh nó có những cái viền cao su như này này. Đấy, và nó có một cái miếng cao su ở bên dưới đỡ cắm như này nữa nhá. Đằng sau nó sẽ có một cái dây chun như này. Nó có độ co giãn này và có một cái khóa để thu ngắn
thu dài đây các bác có thể là ai cũng có thể đeo vừa được hết đấy, người lớn trẻ nhỏ đều đeo vừa nhé. 120.000 tính bảo hộ chống Covid đấy, giá 120.000 em miễn phí ship hoàn toàn cho các bác luôn rồi. Còn đây là máy thổi bụi này các bác này, máy thổi bụi điện nhá, thổi bụi điện này em thanh lý các bác giá là 350.000 nhá. Thổi bụi của em tốt, cái thổi bụi này nó sẽ có điều tốc này đấy, nó có nút điều tốc, 6 nút tốc độ đây nhá. Đấy, cái mã này em thanh lý hôm nay là giá là 350.000 được máy. Nó sẽ có một ống thổi và một túi đựng bụi nhá. Các bác để dùng để thổi bụi. Cái này cắm điện trực tiếp 220 cho em nhé. Giá là 350.000 này. Tiếp theo thì em sẽ chi tiết với các bác một số các mẫu kéo nhá. Đây là kéo bonsai này, kéo cắt cành bonsai của Hartmann. Cái mã này em còn đúng một chiếc nữa thôi nhá. Thanh lý các bác giá 120 này. Các bác gọi cho em là kéo cắt cành bonsai của Hartmann nhá. Kéo màu trắng này, rất là đẹp luôn. 120.000 miễn phí ship này các bác này. Để bên trong này em còn rất là nhiều các mẫu kéo bonsai nữa này. Đây là kéo bonsai Nhật này, mẫu hoa anh đào này các bác này. Giá là 200.000. Đây cái mẫu hoa anh đào này thì nó rất là ok luôn các bác ạ. Đấy, 200.000 nhá. Còn đây là mẫu kéo bonsai cắt cành Nhật này, à, Nhật loại 1 này, giá 150.000 này. Đấy, tiếp theo thì đây là một chiếc kéo đa lăng. Cái này các bác gọi cho em là kéo cắt đa lăng nhá, kéo cán thẳng nhá. Giá 80.000, riêng cái mã này là em chưa có bao ship này. 80.000 đây ạ. 80.000 chưa có bao ship. Đấy các bác mà có những cái đơn hàng nào bao ship rồi các bác lên đi chung một hai món sản phẩm chưa bao ship để có thể là không mất thêm phí ship cho những cái sản phẩm kia. Còn đây là cái kéo, đây là cái kìm xích này, kìm xích của Hartmann này các bác này, giá 180 này em bao ship này. Kìm xích của Hartmann nhá. Các bác gọi cho em là kìm xích Hartmann này, 180 này. Miễn phí ship này. Đây là cái kìm cắt dây điện này. Đây là kìm cắt. Đấy, kìm cắt của Hartmann đây, 120 này các bác này. Kìm này là kìm hãng nên là các bác xài thì chất lượng rất là ok nhá. 120.000. Đấy, hôm nay thì em còn một ít cái mỏ led nhá. Các bác nào mà quan tâm mỏ led của Hartmann này, mỏ led hãng nha, các bác xài độ bền nó rất là cao. Đấy, em sẽ có đủ cỡ nhá, có đủ kích cỡ. Đấy, đây như cái cỡ này là cỡ nhỏ này, cỡ này cỡ 8 nhá. Có thể có cỡ 8, cỡ 10 rồi 12, 15 đấy. Cái cỡ này cỡ 8 này. Đấy, những cái kìm to như này em có luôn này. Đấy, mỏ led, đây mỏ led to. Từ to cho đến nhỏ nhá. Đấy, cái này là mỏ led 15 này các bác này. Đấy, là cả mỏ led 18 này. Có nhiều cỡ lên nhưng mà hôm nay em chưa nhặt ra đây rồi ấy. Các bác mà quan tâm cái mỏ led này các bác có thể là liên hệ bên em nhá. Em sẽ báo giá cho các bác từng loại một, vì cái mỏ led này nó có nhiều cỡ lắm. Đấy, em đưa mẫu cho các bác xem thì cái này cái chất liệu nó bền nên là các bác xài thì ok nhá. Các bác mà muốn lấy cái cỡ nào thì các bác có thể alo liên hệ trực tiếp tới bên em. Đấy, còn đây là cái đồng hồ kẹp dòng này các bác này. Kẹp dòng 3266 TDLGT. Đấy, một cái mã sản phẩm rất là chất lượng mà em gửi cho các bác. Thì có một cái mức giá tri ân nhá, rất là hấp dẫn. Giá là 280.000. Cái này thì nó sẽ có hộp này, có một cái bao vải như này nhá. Bên trong nó sẽ có nguyên bộ như này. Các bác có một bộ que đo này. Đấy, một cái dây đo nhiệt độ phòng như này, pin này. Đấy, cái này nó sẽ có rất là nhiều các chức năng. Các bác vừa có thể là đo thông này, kẹp dòng, đo tụ, đo chở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng. Đấy, làm được rất là nhiều mọi việc nhá. Giá là 280.000 thôi. Giá bao ship hoàn toàn tận nơi cho các bác rồi. Đấy, còn đây là túi đựng đồ này. Hôm nay em có một ít cái túi size trung nha. Túi size trung thì em sẽ thanh lý các bác giá 230. Đấy, cái túi size trung rất là đẹp và chắc chắn. Cái này nó sẽ có rất là nhiều ngăn cho các bác sử dụng được. Đấy, ok nhá. Giá 230 này. Cái túi này thì cái size của nó vừa vặn nên là các bác có thể là sử dụng để đựng đồ, đi làm hay là đựng ở dụng cụ trong gia đình cũng rất là tốt. Đây, cái chất liệu nó rất là đẹp này các bác này. Có hai cái dây xách tay này nhá và một dây đeo vai này. Đấy, bên ngoài nó rất là nhiều các ngăn phụ kéo khóa nhá. Đây, tất cả đều là phụ khóa đồng cao cấp và chất liệu vải bố Mỹ. Đấy, cái đáy túi của nó này đan dây dày như thế này, không bao giờ lo bị bục đâu các bác nhá. Giá 230. Bên trong này đệm vải rất là dày luôn này. Đấy, bên trong đệm vải dày như này cho nên là các bác dùng sẽ không bao giờ lo bị bục nhá. Giá là 230.000 này. Đấy, 230.000 miễn phí ship hoàn toàn thôi rồi này các bác này. Đấy, còn hôm nay em còn mấy cái bộ này là hu can này. Cái này là hu can đồng 13 ly auto lock này các bác này. Đấy, cái bộ này nó sẽ có theo rất là nhiều đồ cho các bác nhé. Đầu 13 ly auto lock, máy 3 chức năng. Đấy, phụ kiện theo một tá đồ luôn.
một máy 2 pin với cả một sạc này. Đấy, thân máy thì sẽ là 3 chiếc lăng. Con này nó chạy động cơ có thử thang quá nhá. Giá là 1.150.000 một bộ. Đấy, nguyên hộp như này luôn. Giá 1.150.000, bao ship hoàn toàn cho các bác. Đấy, hôm nay thì em cũng đã tư vấn và giới thiệu tới các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm hay và hữu ích. Các bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với trung tâm điện máy Ngọc Mai nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những thông báo mới nhất tới đây nhé.